Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Hôm nay thì cũng cách Tết khoảng tầm một tuần nữa thôi quý vị anh chị nhé, không đến một tuần nữa thôi là chúng ta đã đến Tết rồi. Chính vậy mà em Ngọc còn chiếc xe nào thì sẽ xả hết toàn bộ để quý vị anh chị có thể chào đón một năm mới có một chiếc xe để phục vụ cho cá nhân, cho gia đình và để một năm mới được sung túc và an toàn nhất quý vị anh chị nha. Showroom em có địa chỉ là 46 Nguyễn Hưng Long, Hà Nội, xe đẹp auto chuẩn 3S. Nếu quý vị anh chị quan tâm cụ thể về dòng xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp. Và đầu video ngày hôm nay sẽ là một em xanh nước biển rất là bá cháy và siêu siêu đặc biệt nhé. Chiếc Hyundai Kona phiên bản đặc biệt sản xuất 2018 mà Odo chuẩn có 19.000 km duy nhất tại thị trường. Quá là mới, đây là phiên bản tiêu chuẩn quý vị anh chị nhé. Em xin lỗi, đây là phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, bản tiêu chuẩn, giá của em nó thì chỉ hơn 500 đô, rất hợp lý. Em vừa ăn một chiếc đỏ mà cũng đã là 570 rồi, còn chiếc xanh này giá hợp lý rất là nhiều, chỉ đến hơn 500, chứ cụ thể là 545 triệu quý vị anh chị nhá. Đó, tiếp theo thì Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium sẽ là một chiếc xe phục vụ cho anh chị rất là tối ưu, đã có cửa sổ chờ từ này. Bản này sản xuất 2021, Odo của em nó 14.000 km, giá bán thì là 729 triệu. Kênh đào kênh gót đã có sẵn tại showroom rồi, rất là mong quý vị chị sẽ đón tiếp em sẽ đón tiếp quý vị anh chị tại showroom nhé. Kia Carnival phiên bản 2.2 Signature sản xuất 2021, Odo là 19.000 km, còn nguyên ni lông từ trong ra ngoài, rất là mới nhá. Mọi người nhìn tổng thể cho em này, đó, lốp láp còn dày dặn siêu đẹp và giá thì chỉ nhỉnh tỷ tư một chút thôi. Bác nào chốt nhanh thì còn xe nhá. Sẽ là một đôi sedan hạng D, Camry hay là BMW. Chiếc Camry 2.5Q sản xuất 2020, Odo là 21.000 km này, đen nội thất kem, thì em Ngọc đang chào bán với mức giá siêu siêu cắt lỗ chỉ hơn 1 tỷ thôi. Bác nào cân đối liên hệ ngay trực tiếp với em. Động cơ 2.5Q rất là khỏe khoắn, cũng là dòng xe hạng D nhưng mà sẽ là một thương hiệu đến từ nước Đức. Một chiếc BMW 523i sản xuất 2010 nhá, và Odo chỉ có 7 vạn thôi quý vị anh chị nhá. Bóng và hoa đã chờ sẵn quý vị anh chị đến để chốt xe thôi. Giá bán của em nó thì hơn 500. Bác nào cân đối thì hãy liên hệ trực tiếp. Và cũng là xe tốt nhưng em Ngọc có ngay đáp ứng cho các bác một em Kia Seltos phiên bản 1.4 Luxury quý vị anh chị nha. Đó, với chiếc xe này mọi người nhìn thấy này, sản xuất 21 và Odo là 26.000 km, còn rất là mới nhá. Bác nào cân đối cụ thể em nó thì giá bán chỉ hơn 600 thôi. Chiếc túc dầu này thì em đã có cọc rồi, chỉ đợi ngày giao xe thôi các bác nhé. Và một em Honda Civic phiên bản 1.8e sản xuất 2019 quý vị anh chị nha. Đó, 2019 này rất là hợp lý cho bác nào mà cân đối lựa chọn. Và giá bán hiện nay thì đang có mức giá là cũng hơn 500 một chút thôi. Đấy, mời các bác liên quan tham quan. Và sang bên này em đang có một số dòng xe nữa, chiếc rất là nhiều các dòng xe để phục vụ mọi người. Đi vào trong. À, cái con xe tô sẽ để đằng sau luôn này. Đây, em có một chiếc Cerato phiên bản 1. Đang chưa có đủ chỗ nên là chúng ta lại phải để trong bên này. Phiên bản này là phiên bản 1.6 quý vị chị nhá. Kia Cerato 1.6 đấy, lên tương đối đồ rồi, đã đăng kiểm dài hạn rồi nhá. Bác nó không phải lo, thời điểm bây giờ đăng kiểm cũng chỉ chững một thời gian thôi là cũng sẽ đã quay trở lại bình thường rồi nhá. Với phiên bản này là sản xuất 20 để em chút nha, em sẽ check lại cho các bác. Con này thì rất là hợp lý về giá này. Đó. Và nếu bác nào mà cân đối cụ thể về chiếc Cerato ấy thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Cái mức giá đang rất hợp lý cho bác nào Cerato bản 1.6 Luxury 2019 nhá, biển Bắc Giang. Odo là 50.000 km, giá bán là 546 triệu nhá. Giá em không báo giá chào nữa mà báo giá chốt luôn đấy ạ. Cũng là một chiếc xe thì em Ngọc có ở đây là một chiếc Elantra nhá, cũng vừa mới về, em đang cho tút tát một số phần sơn nữa để có thể là hiện diện mạo được đẹp nhất. Elantra này thì chỉ có mức giá là hơn 2019, biển thành phố này, Odo là 4 vạn và giá thì cũng đang là 579 triệu nhá, rất hợp lý nhá. Đó là sơ qua chiếc xe
Hiện nay là cũng hết rồi, cũng không còn xe nào bên này nữa rồi. Nếu bác nào mà cần đồ cụ thể về xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline nhé. Đó, những chiếc xe này nhà em thì cũng đã có nhận cọc rồi và đang chỉ chờ đợi khách hoàn tất các thủ tục, một số xe là cũng đang đợi giải ngân nữa thôi. Đấy, nên là bác nào mà cân đối cụ thể thì hãy chốt sớm nhé, để có thể lấy xe trước Tết đi ạ. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi những phút cuối video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.